Qua lâu mới xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 2018. Con xin giới thiệu cô chú một số giờ ngọc điểm của Thái và của Đại luôn. Có nhiều giá tiền khác nhau. Và sau đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Đây là giò mã số 1 của chú. Giò này là ngọc điểm lai kiếm. Cái lá này dựng đứng luôn nè. Và lá rất là dày, rất là thẳng, rất là đẹp. Mã số 1B này có giá tiền là 650.000 của chú. Cây rất là đẹp, lá dày và lá dựng đứng luôn. Đây là ngọc điểm lai kiếm đang có một phần hoa, một mặt hoa như cây ngọc điểm rừng vậy đó cô chú, màu trắng đốm tím. Và giờ này có giá tiền là 650.000, mã số 1B. Và đây là giờ mã số 2B của chú, màu trắng, và giờ này có giá là 600, đang có hai thân. Giờ mã số 2B 600.000. Giờ này đang có 1, 2, 3 vòi hoa của chú. Này, 3 vòi nè. Giờ mã số 2B có 3 vòi hoa, có giá tiền là 600.000. Đây là giò màu trắng, 600.000. Mã số 2B. Đây là giò ngọc điểm màu đỏ hoặc là đốm đỏ nha cô chú. Màu đỏ hoặc là đốm đỏ. Giò này đang có 1, 2, 3 vòi và 2 cây con, một mẹ bồng 2 con. Giò này là mã số 3B cô chú, có giá là 1.300.000. Bản lá rất là dày và to luôn chú. Bản lá được 5 xăng. Lá rất là dày. Cái bề ngang nó là được khoảng cỡ 60 cm. Mã số 3B có giá tiền là 1.300.000, một mẹ và 2 con. Và đây là mã 4B chú, giờ này có giá là 750. Đây là ngọc điểm màu đốm đỏ, giờ này đang có 3 thân, 750.000. Giò lớn này là đang có 3 vòi hoa. Giò mã số 4B 750.000. Giò mã số 5B 600.000. Cây lớn này là màu đốm, đốm tím của chú. Còn cây nhỏ này là màu trắng. Cây lớn đốm tím và cây nhỏ màu trắng nha cô chú. Cây nhỏ này đang có 2 vòi hoa. Và cây lớn thì đang có 1, 2, 3, 4 vòi. Cây lớn 4 vòi, cây nhỏ 2 vòi. Mã số 5B 600.000. Con đang quay trời mưa nha cô chú. Đang đội mưa quay luôn. Mã số 5B 600. Đây là giò mã số 6B của chú, có giá là 700. Cây đây là màu đốm đỏ. Số 6B có giá tiền là 700.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cặp lá. Lá này nó hơi sọc tí. 700.000. Bằng lá này được khoảng 4 xăng của chú. Mã số 6B. Bên đây là có 1 vòi. Và cái thân bên đây là màu đốm nữa nha cô chú. Đang có một mầm con nè. Này tổng cộng là hai thân lớn và một thân nhỏ. Mã số 6B có giá là 700. Mã số 6B. Và đây là giò mã số 7B cô chú. Đây là màu hồng đậm. Một vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi. 4 vòi hoa, đây là màu hồng đậm. Giờ này có giá tiền là 600.000, mã số 7B.
700.000. Xin lỗi chú, đây là mã số 7, 7B, có giá tiền là 600. Màu hồng đậm, mã số 7B. Rồi mã số đốm, rồi mã số 8B chú, màu đốm, đốm tím, rồi có giá là 500, đang có một vừa hoa nè, hai thân này thì lá rất là đẹp luôn chú, lá không bị vớt luôn, rất là đẹp. Mã số 8B 500.000. Mã số 9B chú, có giá là 400. Đang có hai thân và đang có một vòi đang nhú ra. Đây là màu cam. Mã số 9B 400.000 màu cam. Mã số 9B. Đây là giờ mã số 10B chú, có giá là 250. Này màu đốm, đây là mã số 10B, có giá là 250. Màu đốm tím nha chú. Mã số 11B, đây là màu trắng của chú, có giá là 250. Mã số 11 đang có một vòi hoa của chú, nó mới nhú thôi. Mã số 12B có giá là 250 của chú. Cái này màu đốm đỏ nha, 250.000. Mã số 12B. Đây là giờ mã số 13B có giá là 250 luôn của chú. Rồi này màu đốm. Mã số 13B 250.000. Tiếp theo con xin giới thiệu với các cô chú, đây là ngọc điểm mã số 14B. Đây là màu đốm của chú, đang có một vòi hoa. Màu đốm nha cô chú. 300.000, đây là giò mã số 14A. Ngọc điểm của đài. Đây là màu trắng. Mã số 14B nha cô chú. 300.000 ngọc điểm của đài. Nó đang có một vòi nè. Mã số 14B có giá là 300. Đây là ngọc điểm của Đài Loan nha cô chú. Đây là giò mã số 15B đang có một vòi màu trắng luôn. 300.000 ngọc điểm của đài. Màu trắng có giá tiền là 300. Mã số 15B. Cây rất là đẹp nha cô chú. Bản lá rất là dày và đẹp. Ngọc điểm của đài mã số 15B có giá là 300. Đây là giò mã số 16B đang có một vòi. Có giá là 300 nha cô chú. Mã số 16B. Nghìn đây giờ mã số 16B. Số điện thoại của con là 0908 846 04. Địa chỉ Vườn Lan ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú.